ai tha thuốc mà thô bóp làm nặng tay quá Nó hả? Còn cháu gái thì sao? nhẹ nhẹ thôi. Chè ngồi vậy đó hả? Thanh Trúc bữa nay có lại nhà của cháu gái Quỳnh Anh này cả nhà. Có ai ở nhà không? Làm gì trong đó hả con gái? Ở trong buồng làm gì đó? Chú vô được không? Ừ. Con làm gì đó? Con đang thoa thuốc trộn bóp tay bóp chân cho ông ngoại. Vậy hả? Ông ngoại bị gì ta? Ngoại bị gì ông ngoại? Ừ, đây. Con thoa gì cái? Dạ, thuốc thoa bóp. Ừ, con làm đi rồi. Con thường làm cho ngoại không? Dạ có. Cho chú xin phép chú gắn cái mít cho ngay. Ngoài mỗi giò hay nhiều ngoài? Đây giò. Rồi bà ngoại đâu không làm, để con làm Quỳnh Anh. Bà ngoại bái đi ra ngoài chợ bái mua đồ ăn rồi. Gì hả? Dạ. Con làm chú quay chút xíu nha. Dạ. Cái công việc này thường con thường làm không? Dạ thường làm đó chú. Sao con không kêu ngoại con làm á? Còn nay ngoại đâu? Ngoại con có đi chợ. Ông ngoại thấy cháu gái của mình sao ngoại? Thấy giỏi không ngoại? Giỏi nó mà sao bóp giỏi giỏi. Cái đó là kêu bằng thuốc gụ hay gì? Hay gì Quỳnh Anh? Thuốc hoa bóp đó chứ. Thuốc bóp. Im nghe. Ngoại thấy cháu gái nè thô bóp mà gụ á thì dưới bà ngoại á ai mà ngoại thích nhất? Thì nhỏ này nó thô bóp được. Được ha. Ừ. Còn bà ngoại thì sao? Má bóp mà không biết đau quá. Tha bóp không? Bà ngoại tha thuốc cả nhà. Ngoại đứng lên đi, ngồi lên đi ngoại, ngồi lên đi, ngồi lên đi ngoại. Con bóp mà ngồi cũng được mà Quỳnh Anh. Còn hai cái tay con làm rồi chưa? Dạ chưa. Vậy con làm đi, chú đợi hồi chú quay phim luôn. Ôi ôi, gụ thuốc này cái mùi dữ quá ta. Cái này làm là ai, có ai chỉ con không Quỳnh Anh? Dạ không. Tự nhiên làm vậy đó hả? Ông ngoại có cháu ngoại đấm bóp đồ im ha. Ừ. Nó thường tê mỏi không ngoại? Ừ. Đây từ đây xuống tới bàn. Ừ. Ngoại xích vô cho cháu nó bóp dễ ngoại. Ừ. Bà ngoại con đi lâu chưa Quỳnh Anh? Dạ đi nãy giờ. Bà đi lâu chưa ngoại? Đi nãy giờ con hơi lâu rồi. Dạ. Hơi lâu ha. Ừ. Chợ mua đồ hay gì? Chợ mua ở trên cá ăn. Cá ha. Khỏe chưa? Khỏe chưa ngoại? Khỏe. Chú gầy ăn củ quẹt. Hôm bữa con gửi tiền đâu ông mà ăn củ quẹt? Có một cá nhín đó. Gầy con gửi tiền rồi Quỳnh Anh có mua đồ Tết chưa? Rồi. Rồi hả? Rồi. Ừ. Cho bớt. Cháu ngoại này so bóp thì thấy im hơn bà ngoại ha ngoại. Ừ.
Ba mạnh. Còn cháu ngoại sao? Nó im ha. Gái mà phải vậy thôi. Rồi hôm bữa nghe nói ngoại là dự định là tính gả cháu ngoại đúng không? Đúng nhiều tuổi mới gả ngoại? 18 tuổi. Rồi điều kiện của ngoại ra là như thế nào? Vậy giúp đỡ tôi các lực như vậy. Như do cháu tôi thì đúng 18 tuổi tôi gả. Đúng 18 tuổi ha. Ừ. Ừ. Xong chưa Quỳnh Anh? Dạ rồi. Ừ, gọi cho chú trò chuyện tí xíu ha. Quay ra đây nè. Ngoại quay ra đây cho con trò chuyện tí xíu. Sức khỏe của ngoại con thấy cũng yếu quá ta. Yếu gì quá. Ừ. Rồi sát vô ngoại ha. Rồi sáng giờ ngoại ăn uống gì chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi Quỳnh Anh ăn uống gì chưa? Chưa. Rồi mua đồ Tết con mua mấy bộ rồi? Dạ con mua đồ lễ chú. Quần dài với áo hôm bữa chú có mua hình như đi chợ mua cho con nhiều bộ lắm phải không ta? 5-6 bộ phải không Quỳnh Anh? Dạ. Ừ. Rồi ngoại nói là nếu mà có một cái yêu cầu ở ngoài thì cháu gửi thì ngoại có cần lớn tuổi không? Dạ lão lớn lắm, chừng 10 mấy tuổi cũng được. Ừ. Tôi nói nè, hút nó được ngoài chịu không? Hút được mà chứ đừng ngồi giờ 5-6-7-50 là không được. Lớn ta thương nhiều. Quỳnh Anh chịu mà. Theo Quỳnh Anh sao? Hay là ý kiến là để cho ngoại hết hay gì Quỳnh Anh? Dạ. Ngoại đặt đâu? Thí dụ ngoại đặt đâu con ngồi đó. Quỳnh Anh thì hiện tại là cha thì không có, mẹ nó thì đi làm xa. Ngoại những cái ý kiến mà đưa ra đó có chắc chắn không nghe? Dạ, hứa gọi rồi gọi à. Ngoại hứa thì sao? Vì ai lo cho tôi được cái nhà. Dạ. Rồi Quỳnh Anh. Ừ. Thì đúng 18 tuổi ai đây coi ru gã thiệt không? Thiệt chắc ăn ha. Ừ, tôi không thôi ngoại ơi, nói chung thì mình nói vậy thôi chứ bây giờ thì theo mà ngoại thì sao mà ngoại suy nghĩ gì ta? Chứ giờ tôi bệnh hoạn nó mần gì đâu ra thì nó ngoài các nhà cửa. Ừ, cái này là ngoại nói đúng rồi ha. Ừ. Ngoại có bắt gửi không? Ừ. Sau này ngoại có bắt gửi không? Muốn ở gửi thì ở. Không ở được không? Không ở thì cũng được đó. Ừ. Nhưng điều kiện ngoại giao phải lo cho ngoại. Ừ. Ừ. Quỳnh Anh sao? Ngoại nói gì sao? Không chịu luôn chút. Đồng ý ha. Dạ. Con có ngoại nói gì rồi? Ví dụ ngoại có có suối con nói không? Hay là ngoại có chỉ bảo con nói không? Hay là tự con quyết định? Con tự nói chứ. Tự quyết định hả? Theo nói như vậy là có khi nào giỏi quá không Quỳnh Anh? Không. Theo mà con chưa có đủ tuổi mà ngoại nói như vậy để sau này thì con có áp lực với con không? Không chứ. Ừ. Một lần nữa con suy nghĩ sao con kể cho chú nghe coi. Con mấy chuyện này con nghe theo ông bà ngoại á. Ừ. Con gái ơi, cho chú hỏi á. Nếu mà con lựa một chàng hoàng tử thì như thế nào? Không có cần đẹp đâu chú. Chỉ cần lo cho ông bà ngoại con là con sẽ lấy người đó làm chồng. Ôi. Con một khi con đã nói như vậy con có suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Gả cháu gái gì đó ngoại có điều kiện gì không ngoại? Dạ tôi nói như vậy. Ai mà lo được trong gia đình tôi á, với ông ngoại bà ngoại với lo nhà cửa á, thì tôi gả cháu gái cho cái người đó. Yeah. Ừ, lại đây cần có xính lễ gì không ngoại?
Ê, hôm bữa đó ông ngoại nói gì nè, nói ai lo được cho ngoại và dưới ngoại dưới sửa nhà là sẽ gả Quỳnh Anh cho, gả cháu ngoại cho. Thì cái sự việc đó là ngoại nói rồi, ông ngoại nói và ngoại có nhất trí không? Có. Ông ngoại có bàn với ngoại chưa? Ông bàn rồi thì ông nói thì ông nói như vậy đó, thì lần này cũng nghe như vậy. Ừ. Ừ, thì ai lo được cho tôi với ổng á, thì cháu tôi đúng 18 tuổi tôi nhẫn gả. Dạ. Tại vì ổng hứa đầu tiên rồi. Ừ, ngoại thì sao? Thì này cũng chịu luôn chứ biết sao. Em đồng ý ha. Ừ, thì cũng đồng ý thì đã quyết định rồi, giờ thì vẫn đồng ý theo ổng chứ sao giờ. Còn Quỳnh Anh con như sao? Con cũng đồng ý chứ. Đồng ý luôn ha. Dạ. Ngoại theo ngoại á, lựa một cái cháu gửi á, thì ngoại lựa như thế nào ngoại? Mình không có lựa cái gì, giờ nó xấu đẹp gì không biết. Kệ nó xấu đẹp gì không thành vấn đề, mà biết nó lo cho cháu mình được rồi. Theo ngoại kìa, sau này á ngoại ngoại lựa một cái cháu gửi á, con nói sau này á thì cao gáo giàu có gì ngoại? Không cần giàu có cho nên còn nó biết lo cho cháu mình được. Ồ. Ừ. Nó biết lo cho cháu mình được rồi, biết lo cho đầy đủ cái này kia cho nó được rồi. Nó không cần nghèo giàu. Đẹp trai gì giàu đẹp ngoài. Trai không cần gì trơn á. Nó đẹp trai đặng cho nó có vợ nhỏ cho làm gì đó. Ừ, nó bỏ cháu mình sao? Ừ. Cái này chỉ là nói một cái câu thôi. Ừ. Còn chứ ngoại không có cái ý kiến gì sao. Thí dụ cháu gửi sau này á, ngoài ấy đó là cần hút thuốc, nhậu nhẹt này kia đâu không? Đứa nào mà không nhậu đâu, cũng ít cũng nhiều. Ừ. Chứ cấm nó nhậu, mình cấm đâu có được. Ừ. Phải có rượu nó cũng vậy, nó nhậu ít nhậu nhiều thôi. Ừ. Nó cấm thì cấm không có được à. Đúng rồi. Ừ. Ý tôi có thằng gửi thứ ba cũng vậy thôi, gửi út cũng vậy thôi à, cũng nhậu dữ dằn luôn chứ mà bà nó không nhậu đâu. Ngoài không có điều kiện gì sao? Thí dụ cháu gửi lại đây nè, thứ nhất là đạt yêu cầu như sao ngoại mới đồng ý. Đầu tiên là phải lo cho ngoại không, có cần lo cho ngoại không? Lo thì lo, thì nó lo mình có một phần, nó cũng lo cho cháu mình có một phần. Ừ. Ừ. Nhưng ngoại hôm bữa nó có nghe ước mơ là lo cho ông bà ngoại đó. Rồi xuống nhà thì sẽ gả cái cháu ngoại mình. Ừ, đúng 18 tuổi gả. 18 tuổi ha. Ừ. Còn ngoại nói gì rồi con suy nghĩ sao Quỳnh Anh? Con cũng đồng ý với ngoại luôn. Đồng ý luôn à? Dạ. Rồi thí dụ rồi cái tương lai của con, rồi con không suy nghĩ, con không chọn sao mà con gửi cho ngoại, ông bà ngoại hết vậy? Tại vì ông bà ngoại nuôi con nên con nghe không hết. Ừ, nuôi con là từ hồi lúc nào con có thể kể cho chúng nghe không? Bà ngoại nói là nuôi con từ lúc mẹ con sinh ra. Sinh ra. Rồi hiện tại bây giờ là con có liên lạc sống chung với mẹ con không? Dạ không. Với cha con? Không có luôn chứ. Không có luôn hả? Rồi hiện tại là con dưới ngoại là chị sống chung một nhà ha. Dạ. Bởi vì cho nên là ngoại nói gì là con phải nghe cái đấy hả? Dạ. Ngoại nói gả con cũng chịu luôn hả? Cho chú hỏi nè. Rồi ví dụ ngoại con á, có cái người khác mà lại lo cho gia đình con, cắt nhà cho con, thì người đó lớn tuổi, lớn hơn con, rồi sao? Con cũng chịu luôn chứ. Cái này là con phải nói thật lòng nha. Ừ. Cũng chịu luôn. Là lớn đúng 18 tuổi không con? Dạ. Ừ. Người đó thì con, ví dụ con có cần điều kiện gì không? Dạ. Có một người tốt và chững chạc và có đủ điều kiện và để lo cho con với ngoại con, thì cái điều đó con cũng đồng ý ha? Dạ. Con phải lựa chứ, thí dụ người cao quá đẹp trai được. Con có cần đẹp trai không? Không cần luôn. Không cần luôn. Lý do sao không cần con kể cho chú nghe coi. Con thì cũng dễ mà, sao cũng được hết á. Ừ. Những yêu cầu sao? Yêu cầu là lo cho ông bà ngoại con được. Ừ. Rồi thí dụ người ta không lo cho ông bà ngoại con chịu không? Không chịu ha. Dạ. Ừ. Là không chịu. Vậy là con cái điều kiện con cũng nhẹ ha. Dạ. Cháu nói gì đó ngoài? Dạ,
Không biết ngoại suy nghĩ thì sao? Thì nó nói vậy thì mình nghe nó vậy luôn. Ừ. Cháu mà. Ngoại cũng đồng ý ha. Ừ. Cái này là phải, nó không thì có. Cái nó lớn con gái cháu ngoại có nên nó mà. Có khi nào ngoại nói giỡn không? Nó thiệt chứ không có nói giỡn. Đúng rồi. Con suy nghĩ kỹ nha, tại vì cái tương lai là của con á. Chứ sống hay ở là do con á, chứ con không phải ngoại con đâu. Chứ con mà ví dụ ngoại con kêu cái gì con nghe lời nấy, sau này con nói ừ ngoại đại ngoại này nọ đồ, có đổ thừa không? Không. Con thấy Quỳnh Anh đó ngoại, nó rất là ngoan. Hồi đó bây giờ đó, ngoại kêu cháu làm mà cháu có cự này kia không? Không. Không mà. Ừ, cái khi la nó chạy vô bụng nằm, cái khi rồi hâm nó chạy vô bụng nằm khóc. Ừ. À. Rồi, là gì theo mà lên video như gì nè Quỳnh Anh, rồi mẹ con mà xem được đó, rồi thí dụ rồi mẹ con có phản đối cái sự việc con với ngoại ai lo được cho con, sẽ con sẽ lấy người đó làm chồng hả? Không. Có không ngoại, mẹ con có xem video có phản đối gì không? Ừ, cha con thì con mất liên lạc lâu chưa? Dạ lâu rồi chú. Ừ. Rồi từ hồi đó, từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn, không có, con chưa bao giờ nhìn mặt được cha con hả? Dạ. Ừ. Ôi ôi, cũng lâu quá ha, hả ngoại? Lâu rồi, hồi lúc mới, lúc cha nó bỏ, hồi lúc mẹ nó mới ăn bầu có mấy tháng rồi. Trời ơi. Giờ này ở tới ngày mẹ nó đau bụng là kêu hùng nặng nó chở đi là ra tới nhà thương ngoài số 2 xanh này. Tôi bằng nó ra luôn rồi mẹ nó luôn đó. Tay tôi không phải. Ồ, Quỳnh Anh thấy vậy là đã sanh ra đã không có tốt đẹp như những cái đứa trẻ khác. Vì sanh ra không có cha đó, nói không vậy đi. Không có cha luôn. Không rồi, có cha thăm. Rồi lây quay rồi bao lâu không có mẹ nữa? 16 tháng. 16 tháng là mẹ đi lấy chồng khác hả ngoài? Ừ, 16 tháng rồi mẹ gả chồng cho mẹ nó luôn. Ừ, sao không lo cho cháu, cho nó này kia đi mà xong tại rồi. Nó có chồng sớm thì gả chứ biết sao. Rồi để Quỳnh Anh là khổ nè. Để lại tôi nuôi đó. Săn sóc nãy kia một tay tôi không á. Thì bởi vì cho nên bây giờ là ngoài ra cái điều kiện á là ai lo được cho gia đình của ngoại, đúng 18 tuổi sẽ gả cháu ngoại. Mà cái này là con hỏi không ngoại? Cái này mình sao mà mình suy nghĩ gì ngoài? Tại trong gia đình mình thiếu thiếu quá trời, bây giờ cũng nghèo cũng khổ quá đi. Dạ. Nhà cửa mình lo không nổi. Ai lo được cho gia đình thì cháu ngoại mình đúng 18 tuổi mình gả. Chèn rồi. Đúng 18 tuổi. Ngoài thí dụ chàng gửi mà ở xa nước ngoài đồ qua chịu không? Thì tới đó đi rồi nó chịu thì mình gả. Theo ý kiến của ngoại kìa. Cũng chịu, có gì đâu. Lớn tuổi hơn rồi sao ngoại? Lớn 5-10 tuổi thì mười mấy tuổi thì đâu có nhầm gì đâu. Mười mấy tuổi không thành vấn đề ha. Thì nó biết lo cho vợ con nó được thôi à. Cần lo cho ngoại không? Cần, cũng lo cho mình thằng nó, vợ con thì phải lo cho nhiều rồi. Đúng rồi. Quỳnh Anh này kia rồi phải. Theo Quỳnh Anh, cái mẫu người đàn ông Quỳnh Anh là không có cần đòi hỏi luôn ta. Thí dụ người cao mét mấy và giàu và đẹp trai. Theo mà cái sự lựa chọn của con á, ví dụ ngoại con gả con như thế nào con cũng chịu hả Quỳnh Anh? Dạ. Rồi theo con, rồi con có ý kiến của ngoại nói gì rồi con có chấp nhận không? Chấp nhận không chứ. Theo cái người đàn ông mà con sau này con muốn kiếm một chàng hoàng tử á, thì con lựa một người như thế nào? Cái đó con chưa có nghĩ tới. Không biết hả? Dạ. Tùy duyên hay sao nha. Dạ.